Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của B của Thành. Nghe nói là hàng xóm của mình vẫn có rất nhiều song trùng, nó giả danh nó vào chung cư của mình, nó hãm hại tất cả mọi người. Mình hôm nay sẽ tiếp tục công việc làm người gác cửa để bắt lại những con song trùng đấy, để tiêu hủy nó và bảo vệ những người dân cư ở trong cái khu chung cư của mình. Thế mới là hảo hán chứ. Và trước khi vào video, các bạn đừng quên bấm nút like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo nhé. Hôm nay mình sẽ chữa lại cái lỗi lầm của mình lần trước, để cho một con song trùng đi vào nó bắt bắt cả mình luôn, cay thật đấy. Người giữ cửa nhưng đến lúc mở cửa thì không đóng vào. Rồi vào luôn nha. Và tựa game này có tên là vẫn là nó, just not my neighbor, không phải là hàng xóm của tôi. Đó là song trùng, và chơi luôn nha các bạn. Ốc tóm tắt lại cái câu chuyện và cái cốt truyện của tựa game này cho các bạn nghe đi. Thì như ở video lần trước mình cũng đã tóm tắt rồi. Thì cái tựa game này nó sẽ là chúng ta sẽ đóng vai một cái người gác cửa các bạn ạ. Trong trạng thái là dịch bệnh đã hoành hành rất là kinh khủng luôn, dịch bệnh song trùng luôn các bạn ạ. Song trùng ấy thì là những cái con vật mà không phải là thực thể gì cả, nó có thể đóng giả thành bất cứ ai hoặc bất cứ cái gì. Và nhưng mà có nhiều con song trùng ấy thì nó làm việc này hoàn hảo, nhưng có những con song trùng ấy thì nó lại lỗi lỗi đấy, nó lại kiểu không được thông minh lắm. Và việc của chúng ta là phải tìm ra tất cả những con song trùng, nếu không thì nó sẽ lây bệnh sang những người thật và nó sẽ tiêu diệt người thật để nó sống với cái thân phận là người thật đấy. Các bạn thấy ghê chưa? Nên là bây giờ mình, nhiệm vụ của mình là phải phân biệt đâu là con song trùng, đâu là người bình thường. Đúng rồi. Song trùng thì phải gọi điện cho bên gọi là gì, trung tâm kiểm soát dịch bệnh đi để họ đến bắt và tiêu hủy nó. Còn nếu mà là người bình thường, chúng ta phải cho họ vào nhà. Đây này, ở đây này thì chúng ta sẽ được hướng dẫn rất là đầy đủ về cái cơ quan của chúng ta, cái phòng làm việc của chúng ta sẽ có những cái gì. Thì mình sẽ tóm tắt cho các bạn nhanh nhá. Cái ổ khóa đóng mở này là nếu mà là song trùng thì là không quan tâm đóng cửa. Nếu mà là người hàng xóm của mình thì mở cửa cho người ta đi. Đấy. Còn cái trường hợp này này, nút tròn, nút tam giác này là chúng ta sẽ gọi là gọi điện, đóng cửa gọi cảnh điện, cảnh báo gọi điện cho trung tâm đi bắt con song trùng này đi. Đúng rồi, 3312. Cái khe này là nơi mà những cái người hàng xóm hay là những con song trùng đưa giấy tờ vào, còn đây là cái khung cửa sổ chúng ta nhìn ra người bên ngoài đứng vào để nhận diện khuôn mặt, hình dạng các thứ. Đúng rồi, đây là cái checklist này sẽ giúp chúng ta kiểm soát về, đầu tiên là gì, chứng minh thư. Thứ hai là gì, sự xuất hiện của người ta, vẻ bề ngoài có đúng hay không. Thứ ba chính là cái yêu cầu ra vào có hay không. Và thứ tư chính là có trong cái danh sách ra vào của tòa nhà ngày hôm nay không. Phía bên này chính là cái folder để tất cả toàn bộ cái dữ liệu về tất cả những người dân sống ở trong khu chung cư của mình, là tầng 1, tầng 2, tầng 3 các thứ đấy các bạn. Đúng rồi, điện thoại đây để gọi lên căn hộ, gọi linh tinh, gọi cho trung tâm kiểm soát dịch bệnh linh tinh. Rồi bây giờ đấy, đúng lại thế. Chỉ thôi, có Bê Quỳnh Thành mới gọi linh tinh thôi, nên là lần trước Bê Quỳnh Thành mới để lọt một con song trùng vào. Ốc không bao giờ để lọt song trùng đâu. Hôm nay nhá, anh sẽ không bao giờ để lọt một con song trùng nào vào. Rồi, chúng ta xem hôm nay song trùng có những hình dạng kinh dị như thế nào nha các bạn. Đây là nhân viên của tổ chức đi đến để dọn dẹp song trùng ấy. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào nha. Ok, đây là những danh sách mà ngày hôm nay những cái khách, những cái người mà sẽ đi ra vào cái chung cư của chúng ta. Ok, đúng lại là chúng ta phải kiểm soát đừng để con song trùng nào đột nhập vào. Yes. Ok, được rồi đấy, anh có thể đi. Chúng tôi bắt đầu công việc. Tôi đã có quen rồi. Ngày hôm qua tôi làm hơi lỗi, hôm nay tôi sẽ khắc phục điều đấy. Ôi trời ơi. Ôi giời, vừa vào phát nhìn thấy là một con song trùng nữa các bạn ạ. Đúng mà, chỉ những con cực ngu thì mới gặp Bê Quy Thành thôi. Cái cổ dài không thấy mặt đâu nào. Những con này thì xem là có trong danh sách không. Không hề có trong danh sách nha. Cái nhất là không có trong danh sách nè. Cái thứ hai là nó có một cái phiếu ra vào các bạn ạ. Nó giả danh cẩn thận đấy, nhưng mà cái khuôn mặt hình dạng của nó, bây giờ mình sẽ hỏi xem là nó sẽ trả lời là cái biểu hiện, cái sự xuất hiện của nó, xem là hình dạng của nó tại sao lại ngớ ngẩn như thế nhá. Này hỏi nó rồi. Cổ của tôi à? Ô, lúc nào cổ của tôi chẳng dài. Ê. Ok, mami long lét à? Hay là cô giáo cổ dài? Rồi, cái này mình phải báo hiệu cho trung tâm đi luôn các bạn ạ. Đóng cửa vào, đóng cửa vào. 3321 12. Bắt nó luôn. Alo, alo. Có một con song trùng cực kỳ ngu, cổ nó dài, nó dám đi vào nhà của chúng tôi. Bắt nó ngay. Ok, ở đây. Vậy là ông này đã xử lý xong rồi, chúng ta phải tiếp tục công việc thôi. Rồi vào phát là biết. Bê Quy Thành là cấp B, như các bạn mà biết ở khi mà các bạn nào mà đã xem cái video lần trước rồi thì các bạn biết là Bê Quy Thành là cấp dưới của ốc. Bây giờ những cái trợp dễ như này thì ốc để cho Bê Quy Thành giải quyết. Song trùng. Làm gì có người làm mắt đấy như kiểu bị moi mắt ra xong bị khâu khâu thế này. Nhân viên Bê Quy Thành mau hỏi nó xem là như nào.
Nhân viên mà hỏi đi. Hỏi là tại sao mặt bạn xấu thế? Hỏi đúng luôn rồi. Đấy. Sao khuôn mặt của bạn là kỳ lạ thế? Mắt của tôi ư? Bạn bị móc mắt ra rồi à? Tôi đã cống hiến chúng cho cái gì? Tức là bạn ông này đã cống hiến cho y học à? Ờ, chắc thế. Nhìn lắm. Để xem ông này là xem nào. 1971. Ok, đây là 1955. Ok, này số chứng minh chắc nghĩ là không sai đâu. Đúng rồi. Này phòng 201. Tầng 2 phòng 01. Ở đây ông này là một người viết sách các bạn. Ờ, đây có cái mắt rất to. Có mắt to mà đây là mắt trột. Bắt luôn. Những trường hợp dễ như này thì ốc không cần phải ra tay, đã có nhân viên Thành ra tay. Đơn giản gọi luôn, bắt luôn vào phát. Đấy, đến hai con song trùng các bạn nhớ, song trùng dạo này còn nguy hiểm hơn tập lần trước luôn đấy các bạn ạ. Chúng nó còn cực kỳ mặt, cực kỳ kinh luôn. Thì sao rồi đấy? Xử lý nhanh lên, lâu thế nhở, trừ lương bây giờ. Ờ nhỉ, còn những người khác đang đợi, đang xếp hàng đấy. Đúng rồi, em trừ lương anh, anh nhầm, chị trừ lương chú bây giờ. Chú phải chị. Bây giờ mình là cấp trên mà, lần trước mình được xếp hạng rank S. Ngay từ lần đầu tiên làm việc nên đã được thăng trước rồi. Người này trông vẻ bình thường này. Cô này thì là người mẫu đấy các bạn ạ. Người mẫu áo tắm à? Illinois, ok, 1980, số chứng minh là ok. Rồi, Illinois vừa mới đi về từ nơi làm việc của cô ta. Rồi, ok, xem nào, phòng tầng 1, phòng 04 có Illinois và hai chị em sinh đôi ở cùng nhau. Đây là Illinois đúng không? Illinois có nốt ruồi ở bên phải nha. Ok, trông rất giống luôn. Nhìn chứ giống như hai cái lông mày vậy. Ờ, đúng mà, đấy. Trong biểu hiện rất là giống. Đây chắc có thể là người rồi. Vì không thể nào hai con song trùng mà lại có thêm một con song trùng ở đây nữa. Bây giờ mình gọi điện lên cho này, xem này, xem này. 96, à 6996. 6. Trên nhà mà Illinois nghe là thôi xong. Gọi lên căn hộ nha các bạn để check kiểm tra cho là kỹ cả. Không ai trả lời. Vậy là không ai ở nhà hết. Đúng cho rồi. Vào đi. Khéo tí là chị cả chị về. Thế chắc là cho vào được rồi các bạn ạ. Ok. Ok, ID đúng này. Khuôn mặt hình dạng đúng này. Có trong danh sách hôm nay vào hôm nay không? Có, hình như có. Illinois có trong danh sách luôn. Ok. Illinois có này. Có nốt luôn. Ok, thôi cho vào đi. Cho vào đi. Trông này là uy tín rồi. Đóng cửa vào nha, không là lần trước. Đi qua. Đây chỉ biết nhìn thôi mà. Rồi, hình như bạn này không có trong danh sách sao nhỉ? Bạn này không. Có rồi, bạn này ở tầng 3 căn 04. Bà Capuchin. Bạn này là một người vợ làm việc nhà. Có một khuôn mặt dài, một cái mũi lớn, tóc thẳng và đeo cái bờm các bạn ạ. Đấy, rất okay, giống. Ok, rất là giống rồi. Ok, mình gọi lên luôn. 4258 4. Bà nghe chắc chắn luôn. Con này trong trùng. Quá. Cày. Lô. Nghe đi. Áp đang nói. Ông chồng đang nói các bạn ạ. Vợ của tôi không ở nhà. Ai khó okay. Thế à. Ok, bà đã quay trở lại rồi đấy. Ok, rồi ông để xem lý do của bà xem nào. Bà này. Lý do là bởi vì là bà này ra ngoài để thăm bố mẹ của bà ấy. Nên bây giờ bà ấy về. Ok. Ok, hợp lý nhỉ, chả có cái gì sai trái ở đây cả. Hợp lý quá, cho vào đi. Ok, cho vào. Khẩn trương lên, người khác đang chờ kìa. Đây, ai đây? Cô này có trong danh sách. Anh nhìn thấy luôn, nó đây rồi. Người ta đây này. Ờ nhỉ. Nốt ruồi cái gì? À, hai chị em một đứa nốt ruồi bên trái, một đứa nốt ruồi bên phải. Đúng rồi. Cái thế. Ôi giời ơi. Đây là Selene. Ok rồi. Nào xem lại xem đúng Selene nó ruồi đó không. Selene đúng rồi. Đúng rồi. Nốt ruồi bên phải. Đúng rồi. Tóc dài nói chung khuôn mặt thì đúng rồi đấy, đúng rồi. Bây giờ gọi lên nhà luôn. 6996. Cày thế nhỉ, thế tự nhiên thấy nhiều người không bình thường quá ta. Thật sự cứ lo ta. Trả lời đi, bảo đây là con sóc trùng thì tấm mặt đó. Illinois đang nghe đây. Ok. Chị tôi không ở nhà. Illinois đang nghe, vậy đây là Selene. Xem chứng minh thư có phải Selene không? Selene. Đúng rồi, cho vào đi, cho vào đi. Cho vào, chị nó mời, cho vào nhá. Nhanh lên, trời ơi. Tự nhiên nhiều người đi vào quá hốt.
Bê Quy Thành hoài nghi nhân sinh. Hoài nghi lắm rồi, tầm giờ các bạn kiểu không phân biệt được thật giả lẫn lộn. Đây là một con hề. Con hề này là chắc chắn là con song trùng. Mở ra xem cái nó viết cái gì. Nó viết gì đấy? Mỗi buổi tối ở trên toàn thế giới đấy, hàng triệu người đang ở trong cái giấc mơ của họ. Nếu như cái con này nó xuất hiện ở trong giấc mơ thì đừng có chơi bất kỳ một cái trò chơi nào với nó. Nếu bạn muốn nhiều thông tin hơn thì chúng ta hãy đi đến cái website palapalapla để thôi, xem. Không đi đến đâu. Nó quảng cáo à? Đến dám lên quảng cáo. Nó đến đây nó quảng cáo xong nó đi luôn. Các bạn đang cày thế. Đến quảng cáo dạo à? Quảng cáo dạo à? Cày thật rồi. À ông này có sẹo các bạn ơi, thôi nó là song trùng đấy. Không, ông này nghiệm từ tập trước. Ông này có sẹo sẵn mà. Thế á? Ờ. Đây. À ờ đúng rồi ha. Stinky đây, Roman Stinky 1968, ok. Ừ. Giấy ra vào. Ông này là một người kế toán. Ok, tầng 1 phòng 01. Ừ. Ok, nói cái chung là to. Về vẻ bề ngoài thì là giống rồi đấy. Ừ, bây giờ gọi lên nhà luôn. Ừ. 1152. Rồi, hy vọng là ông ấy nghe thì là mình bắt luôn hôm nay. À. Lâu Louis Tinley đang nghe. Chồng của tôi không ở nhà. Ừ. Ừ, cho vào đi. Anh quay lại chứ. Cho lại, cho vào đi. Ừ, mọi dấu hiệu thì đều rất ok, có ID này. Có dấu hiệu rất là ok, có trong danh sách ngày hôm nay không nhỉ? Có trong danh sách có. Ngày hôm nay. Có trong danh sách ngày hôm nay này. Ờ có hết này. Ok, mọi thứ đều rất là đúng rồi, cho ông vào. Chết rồi, bây giờ mình hoài nghi nhân sinh thế nhỉ. Chả biết thằng nào là thật giả lẫn lộn ở đây. Mình cho vào mình có không tự tin. Ô, sao bảnh nhỉ? Anh ấy bảnh quá ông ạ. Lạ nhỉ? Người lạ, người lạ không ơi. Có, tại sao không có? Tại sao không có trong danh sách ngày hôm nay? Tôi không có danh sách ngày hôm nay á. Đúng rồi, bạn đừng hỏi, bạn hỏi câu nữa tôi bắt bạn. Sai rồi. Tôi nên để cho danh sách mới đúng chứ. À. Nhìn lại đi. Nghi nghi này. Xem danh sách tên là gì. 1965. Ừ. Con hề đã quảng cáo vứt ở đây à? Tầng 2, phòng số 2. Ồ, có một mình ông này thôi. Ông này có cái mũi rất là to. Ông nụ cười rất là lớn. Ừ. Có quả tóc vuốt rất bảnh. Ừ. Cái mũi to. Kì gọi lên phòng đi. Ông này ở một mình. 7332. Đúng không? 7... Tự nhiên gọi lên thấy có người nghe thì thôi. Song trùng đúng không? Đúng. Theo thuyết âm mưu thì là thế. Đúng. Cay thế nhỉ? Isaac. Thôi. Bắt thôi. Giả mạo rất giống. Ừ. Trên phòng phòng đấy chỉ có một người ở mà có một người nghe thì biết thế là bắt luôn. Nhiều. Y chang luôn. Ừ. 3 3 1. Anh thấy từ quả cãi kia là tôi chắc chắn có trong danh sách ngày hôm nay. Mặc dù danh sách không có là anh thí nghi rồi. Anh đã tính bắt từ lúc đấy rồi. Mấy con song trùng hay viện lý do này kia lắm. Nó cãi cùn đấy các bạn. Hôm trước có con còn bảo mình là lợi dụng mối quan hệ với mình. Bảo là mình là hàng xóm của nhau mà. Ừ, hàng xóm nào song trùng cho bạn vào bạn bắt tôi à? Nhà nhanh em. Yên tâm xem. Hết ca rồi các bạn ơi, để xem nào. Chắc là biểu hành rank S thôi. Chúng ta đã để có 5 trường hợp. Thì rank S. Nhưng mà vẫn chưa thể tăng lương xếp ốc được, vì xếp ốc là lên chút là 7 các bạn ạ. Tăng lương rồi, bây giờ lại đến lượt ốc. Ốc làm lại, ốc làm okay. Lại được xem okay. Xem hôm nay mình... Anh sẽ không tư vấn ốc nhiều nha các bạn. Cần gì phải tư vấn? Ừ, không cần phải tư vấn, người okay. Đã làm leader. Ok, đổi chỗ, cay thật. Rồi ok, đến bây giờ hết ca ngày chuyển sang ca đêm các bạn ạ. Ok, đến ca chuyển sang ca đêm nha. Ca đêm. Rồi. Ok, ca đêm ngày hôm nay ốc sẽ là người gọi là Rồi. Bắt đầu công việc của ông đây. Đấy, người đầu tiên. Mình nhớ không nhầm thì ông này là một luật sư các bạn ạ. Ngài Capuchin vừa quay trở lại từ văn phòng luật của bà của ngài ấy, ở tầng 3 phòng 4. Một cái mũi rất là to này, sử dụng một cái kính độc nhãn này, đội mũ này và có khuôn mặt tròn. Nhìn vào bộ dạng ok, đội mũ có vẻ rất là hợp lý. Mình sẽ gọi điện cho căn hộ của ông đấy, 4258. Có kinh nghiệm cần gì gọi điện cho vào luôn đi. Kinh nghiệm vẫn phải gọi điện. Đừng có mà là đây đưa gọi điện thoại này. Chứ không thể ăn hại. Alo. Ồ,
chồng của bà có đang ở nhà không? À, chồng bà không ở nhà. Ok, ok, tôi sẽ cho ông vào luôn nhá. Ok, thank you. Chúc bà ngủ ngon nhá. Ôi trời, đấy, người ta em sắp làm bị quản trường, quản lý tòa nhà. Ai là ghê quá mày. Đừng nói gì. Xong trùng đó. Xong trùng cái gì, đừng nói gì hết. Rao, rao, kiểu gì có người vào. Không có trong danh sách, tại sao vậy? Bà này lại nói cái kiểu này rồi. Không danh sách ư? Chắc là sai lầm, sai sót gì đó rồi. Tôi phải có trong danh sách mới đúng chứ. Kiểu từ lúc mày bà này ngang như này thôi à? Hình như không phải đâu. Nè. Lông mày bà này ngang, bà này là bà Capuchin. Bà Capuchin thì có vẻ như là chứng minh thư đã đúng. Và thường thì chứng minh thư thường đúng các bạn ạ, không sai đâu. Trừ khi nào nó fake, rất là lộ liễu rồi. 3, tầng 4, 3, phòng 3, 3, tầng 4. À đúng rồi, phòng, à, phòng 4, tầng 3, phòng 4. Bà này sai rồi, không có cái lông mày như vậy. Lông mày này là giống với cái lông mày của cái ông nào nhỉ? Của cái ông nào tầng khác. Đây này, nó giống lông mày của... Đây, xem cho các bạn xem dấu hiệu đi. Thì đây, dấu hiệu đây, bà này ở tầng 3, phòng 4. Đây, lông mày của bà đấy không phải là to như thế. Mà nó bị che bởi cái mái dài rồi, hiểu không? Và đây chỉ có lông mi cong cong thôi, bà này không có lông mi cong cong. Sai rồi, bắt đi. Bắt thôi chứ còn gì. Hỏi sao biểu hiện của bà lại có quả lông mày ác thế mới đi xăm à? Có điều gì sai sai về khuôn mặt của tôi á? Hãy nhìn cẩn thận vào bức ảnh của tôi trên giấy đi. Tôi là rất là giống bức ảnh trên giấy. Giống bức ảnh trên giấy. Nó nhái lại cái ID. Nó làm ảnh giống hệt nó nhưng mà thực ra trên phòng là người khuôn mặt khác. Lông mày khác. Không cần phải gọi điện luôn. 3312. Thấy chưa? Nó của mình rất là khó, không như của Baby Thành đâu. Chỉ cổ lêu nghêu xong rồi là mắt cái khâu này ai mà chả nhận ra. Thì cày thế nhỉ, sẽ cho một con nào nó cực kinh nó ăn thịt ốc luôn đi. Những con cực kinh thịt ốc thì chả cần phải hỏi gì, nó ăn luôn em gì đỡ phải cày. Ăn luôn cái gì, người làm leader người ta khác lắm, anh không làm leader làm sao anh hiểu được. Này bố mình nhịn nó lâu lắm vậy đi nhá. Ok, ông này làm có trong danh sách hay sao ấy? À không, hôm nay không có. Tại sao không có? Tôi không danh sách ư? Đáng lẽ tôi phải có chứ. Sai sai à? Sai rồi, xin rồi. Xong trùng đéo ba, bắt nó đi. Ông này đến từ, ông này là một nhà viết sách các bạn, viết sách. Dấu hiệu này, tóc ngắn này, đội mũ này, mặt tròn, đội mũ hả? Đội mũ ok. Đội mũ rồi. Rất hợp lý rồi. Không có gì. 5123 mình sẽ gọi điện. Ông ấy có trong danh sách à? Không. Alo, Gloria đang nói hả? Chồng của bà có nhà không? À, chồng bà không ở nhà hả? Ok, tôi sẽ để ông ấy vào. Ông đang ở chỗ của tôi. Buồn ngủ lắm rồi, vẫn đi các. Buồn ngủ lắm rồi, trừ lương. Rủ đi các đêm. Gì ốc cũng thảm qua sông trùng vào rồi. Người đàn ông giao sữa à? Có giấy luôn. 1964 Francis không có. Tầng 3 phòng số 2 à. Là một người đàn ông giao sữa với một cái mũi dài này, lông mày mỏng này, đội khuôn mũ. Mắt đôi mắt thì rất là mệt mỏi, tóc ngắn và đội một cái mũ. Khuôn mắt mệt mỏi đâu. Xem đây đôi mắt đây. 235995 235995. Rồi, mắt hơi mệt thật. Nhưng mà sorry, tôi vẫn phải gọi điện để xác nhận một lần nữa. 4122. Sao đi giao sữa ban đêm nghe ghê ghê vậy? Nhà nào uống sữa đêm hả? Để tôi gọi điện lên xem thế nào nha. Không ai trả lời. Kiểu nhìn lại xem nào. Tại sao không có trong danh sách à? Đúng rồi, trong danh sách mà. Thế rồi. Thôi được rồi, cho vào đi. Xong trùng đấy. Perfect, tuyệt vời. Mở cửa đấy, xong trùng rồi. Xong trùng vào nhà rồi. Xong trùng vào nhà rồi. Tiếp theo đây. Phải lo đấy, lo đấy. Em đi rồi em. Đôi tay này chính là xong trùng. Bắt luôn. Không có nhiều, bắt luôn. Tại sao mày lại có đôi tay như thế kia? Tay mày đến từ... Ôi, cánh tay của tôi á. Độc lạ bình bông quá nhỉ. Nó mày lại không trả lời được chứ gì. Bạt luôn. Xong trùng đấy, cánh tay kỳ. Tôi đã phải tập thể dục rất là nhiều vào ngày hôm qua nên là tôi mới như thế. Tập thể dục xong tay như này à. Vĩnh biệt. Ngất gọi ngứ đi. Ngất ngứ các bạn à. Đang giải thích thì hết chữ.
ok, dọn dẹp cho tôi nhá. Tôi phải bảo vệ tòa nhà của chúng tôi khỏi bị dịch bệnh song trùng. Ok, cảm ơn anh. Mời anh ra để tôi đón người cư dân tiếp theo. Im đấy, tự nhiên im. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Tại sao ông lại có rất là nhiều sẹo mặt thế kia? Ông ấy vừa đi đánh trận về à? Ông vừa đi đánh trận về đúng không? Mọi thứ rất là ổn á. Ổn lắm mà ổn. Ây giời ơi, sai biết bắt luôn, không phải nói nhiều. Gọi luôn, bế đi luôn, bế lên phường cho mà biết đường mà. Sao? Nghĩ sao vậy? Một người leader như ốc làm sao có thể bỏ qua một con song trùng như vậy được? Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Ok. Chứ bọn này bắt bà hết rồi, tụi mình có kinh nghiệm hết rồi, khó lắm, khó làm xử lý được. Trốn khỏi tụi mình lắm. Lại kêu mày ghét thế. Nhìn mặt ông này như kiểu là quả mũi như quả cà tím. Cho vào nữa bạn, cho vào đi. Cho vào nhá. Ừ. F101. Ốc đang lo lắng. Cần phải lo. Ông này đội một cái mũ. 1152. Gọi luôn mà. Chưa alo, người ta đang nghe. Tôi bắt được ông về rồi nhá. Ôi, về Louis ra, Louis đang nghe à? Chồng bà ở nhà không nhỏ? À, chồng bà không ở nhà hả? Ok, tôi sẽ cho chồng bà vào luôn nhá. Được rồi. Rồi, vào đi ông. Ok. Hết cao. Cháu chả gặp được cái con nào nó trông nó kinh kinh. Bây giờ thử xem ốc 7. Nói chung chắc là khó lắm. Đấy. Ốc 7 người này, ốc là cao hơn Bên Quy Thành đó. Bây giờ thử đây là end danh S rồi, nói chung là không có gì rồi. Bây giờ mình thử chơi lại một cái đi. Nhưng mà bây giờ mình cứ cho hết vào để xem có khuôn mặt của cái con nào mà dễ nhận biết không nha các bạn. Ok. Mình gần như là quen hết mấy người ở trong chung cư rồi ấy. Giọng nói cho vào không? Không. Cho vào đi. Cho vào á? Hay gọi đi. Chứ mình nhìn thấy nó rõ ràng này mà. Mình cho nó ấy thì hơi kinh. Mồm mặt nó kinh quá, nó nói giọng quỷ các bạn. Ban đầu thì nó sẽ nói giọng kéo ba, nhưng mà nếu mà là quỷ nó sẽ kinh thật đấy các bạn. Ông này bắt thì cũng hơi mệt đấy nhỉ. Đeo nhiều nhân viên mà mặc áo phòng hộ như này cơ mà. Chứng tỏ là nó cũng dễ lây nhiễm đấy. Lây nhiễm đấy các bạn, ghê lắm. Bây giờ mắt nhỉ. Mắt đảo hơn cả Giang Lạc các bạn ạ. Bế luôn. Là còn bây giờ là mấy con này lộ đi ốc quá. Đúng rồi, mấy con này lộ quá rồi. Mắt lác à? Mắt lác, mắt nó tự nhìn linh tinh luôn. Rồi, bắt luôn rồi. Nhưng nó đóng dạng gần giống đấy. Ghê thật. Và là mình sơ sẩy một cái là nó vào luôn các bạn. Người tiếp theo đây. Biết ngay mà, song trùng vào thật. Để mình xem mình lọ nhá, con song trùng nha. Nó chắc là một trong con giả danh giống hệt 100%. Không người hàng xóm nào bị giết cả. Có những ba con song trùng bị mình cho vào. Và bây giờ mình xếp danh B. Đấy là tác dụng của việc mà không check kỹ đấy. Ừ. Ui dồi đây, mình lên trên trang của nhà phát hành game thì mình thấy đây có cả khuôn mặt. Ông này rất là nhiều mắt. Bây giờ là những cái ví dụ thôi các bạn ạ. Ông nào ông? Chính là cái ông mà bảnh tóc đấy. Bây giờ hết bảnh rồi còn mỗi xương. Trông kinh thật. Đây bà này thì mình gặp vừa nãy rồi. Ui cái gì đây? Giống như một bộ não có mắt đấy các bạn. Loài, đây người ta gọi là loài não. Đây là cái con lần trước mình gặp 4242 gì đấy này. Con này thì gọi là mắt gọi là khâu vá hết rồi. Còn cái ông này cũng là ông bảnh nhưng mà trông như kiểu cái đầu bị trụi xong rồi lệch nhéo nhéo hết luôn các bạn ạ. Cái đầu kinh. Đây có thêm này, cái này trong tập lần trước mình gặp này, kinh quá này. Ôi rồi mồm há miệng này, mặt thủng lỗ rỗ luôn. Mặt lông này, ôi. Dán sticker vào mặt, còn ông này là mặt như kiểu được vẽ lại ấy, chứ không phải là mặt của ông đấy. Ghê thật đấy các bạn ạ. Đây, còn mặt bà này thì gọi là thủng lỗ, trông kinh quá ông ạ. Còn một bà khác thì sau một đêm trở thành bà già luôn. Kinh thật đấy. Giống ông già đúng đấy. Không? Vậy các bạn ơi, đấy, nói chung là rất nhiều những cái con song trùng với rất nhiều hình dạng rất là kinh dị. Từ mặt lỗ này xuất hiện những con mắt này, rất là ghê. Và các bạn có thể chơi thử trò này để xem mình có phải là một người gác cổng gọi là tài ba, không để bỏ sót bất kỳ một cái con song trùng nào không nhá. Đúng rồi. Link game mình sẽ để dưới phần mô tả bình luận, các bạn nhớ bấm vào đấy để chơi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn biết là sao. Bye bye.